Chào mừng các bạn đã đến với series Tắt Auto Bật Manual. Hôm nay chúng ta hãy tạm thời bỏ qua những cái topic về kiến thức, về kỹ thuật để đến một chủ đề nó nhẹ nhàng, nó dễ hiểu hơn. Đây chính là 5 sai lầm thường gặp của người mới chụp ảnh trong studio. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Sai lầm đầu tiên đó là quá lạm dụng lens zoom. Chắc hẳn là khi chúng ta mới cầm máy thì sẽ mua thêm một chiếc lens zoom để có thể chụp được đa dụng các thể loại đúng không? Và khi có một chiếc lens zoom ở trong tay thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ là lens của mình zoom được thì tội gì mà không zoom. Và việc lạm dụng lens zoom, zoom thiếu chú ý sẽ dẫn đến hai hệ quả cực kỳ không tốt. Đầu tiên đó là bệnh lười di chuyển, lười tìm góc máy, lười bố cục. Và thứ hai đó là không để mắt đến hiệu ứng của các tiêu cự. Hệ quả đầu tiên thì hẳn là ai cũng nhìn được ra rồi. Còn cái hệ quả thứ hai mới là điều chúng ta cần thực sự lưu tâm này. Nếu bạn chưa biết thì việc chúng ta zoom ở trên điện thoại sẽ khác hoàn toàn so với việc chúng ta zoom ở trên ống kính. Việc zoom trên điện thoại thì giống như là việc chúng ta chụp một bức ảnh và chúng ta phóng to nó ra thôi. Còn việc chúng ta zoom ở trên ống kính ấy, thì bản chất là việc chúng ta đang thay đổi tiêu cự bằng việc là dịch chuyển các cái thấu kính ở bên trong ống kính. Mỗi tiêu cự thì lại cho ra một cái hiệu ứng khác nhau về cả độ sâu nhược ảnh này, độ méo, lẫn cái tỷ lệ giữa các đối tượng trong khung hình. Thông thường các tiêu cự góc rộng sẽ cho ra độ méo lớn và sẽ cường điệu hóa cái luật viễn cận, tức là vật nào ở càng gần sẽ càng lớn, còn vật nào ở càng xa thì sẽ càng nhỏ lại. Ngược lại, những ống tele thì sẽ cho ra cảm giác là các đối tượng trong khung hình sẽ gần lại với nhau và kích thước của chúng cũng sẽ xấp xỉ xem nhau. Vậy nên để làm chủ những cái hiệu ứng như vậy thì không gì bằng việc là chúng ta hạn chế zoom lại và dành thời gian để test xem là tiêu cự nào cho ra hiệu ứng như thế nào và nên dùng tiêu cự nào cho đối tượng nào và khi nào thì là phù hợp. Sai lầm thứ hai cũng cực kỳ phổ biến, đó là mua sắm rất đầy đủ trang thiết bị từ ống kính này, máy ảnh này, đèn flash này, rồi hắt sáng tản sáng nhưng lại không mua chân máy. Các bạn mới cầm máy thì thông thường là sẽ không coi trọng chân máy cho lắm, là bởi vì các bạn ấy thấy là trên ống kính thì đã có chống rung rồi, và hơn nữa là trong studio chúng ta chụp với đèn flash thì sẽ đẩy tốc độ màn chập lên cao 1/160 hay là 1/200 giây thì sẽ không sợ rung. Những cái suy nghĩ có phần ngây thơ như vậy sẽ khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn về sau. Trong studio, ngoài việc hạn chế rung chấn một cách triệt để thì chân máy còn giúp chúng ta cố định máy ảnh tại một vị trí duy nhất trong toàn bộ set chụp. Một khi đã để máy lên chân thì chúng ta sẽ không phải lo là kiểu thì nghiêng bên nọ bên kia hay là kiểu thì thừa trên, kiểu thì thừa dưới. Vậy nên chân máy luôn luôn là một trang thiết bị mà chúng ta bắt buộc phải có khi xây dựng một studio. Tiếp theo, một sai lầm có thể gọi là kinh điển cho bố cục, đấy chính là dập khuôn bố cục 1/3 một cách máy móc. Mình thấy là có nhiều bạn là ảnh của bạn ấy chỉ có một đối tượng duy nhất thôi, nhưng mà khi chụp thì bạn ấy vẫn sẽ cố tình là để cái đối tượng đó vào vị trí điểm mạnh 1/3. Hay là khi crop ảnh cũng vậy, bạn ấy cũng sẽ cố gắng là crop làm sao cho đúng bố cục 1/3 thì thôi. Nếu bạn chưa biết thì bố cục 1/3 sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi mà trong khung hình của chúng ta có nhiều thành phần, như là có tiền cảnh, trung cảnh, hậu cảnh, hay là có chủ thể, có background, có chính, có phụ. Và những cái điểm mạnh ấy là những vị trí thu hút nhiều sự chú ý để chúng ta có thể đặt chủ thể vào và dễ dàng làm nó nổi bật so với cả những yếu tố xung quanh. Và nếu khung hình của chúng ta chỉ có duy nhất một đối tượng như là một món ăn hay là một sản phẩm đặt trên một nền màu trơn mà chúng ta lại còn để nó vào vị trí 1/3 ấy, thì bạn tưởng tượng xem bức ảnh của chúng ta nhìn rất là thiếu cân bằng và rất là khó chịu đúng không? Vậy nên trong những trường hợp như vậy thì mình nghĩ là chúng ta nên để chủ thể vào vị trí chính giữa thì sẽ ok hơn nhiều. Sai lầm thứ tư liên quan đến việc sử dụng ánh sáng. Mình biết là có một câu nói được lan truyền rất nhiều, đấy chính là the softer the better, tức là ánh sáng càng mềm thì càng tốt. Như bạn biết thì ánh sáng mềm có thể chụp được đa dạng các thể loại, từ chụp đồ ăn này, chụp sản phẩm để chụp chân dung, vì nó cho chúng ta ra cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là hiền hòa, rất là thư thái. Nhưng thực tế là không có loại ánh sáng nào là tốt và cũng chẳng có loại ánh sáng nào là xấu cả. Ánh sáng gắt thì cũng rất hiệu quả khi mà chúng ta chụp những sản phẩm có nhiều góc cạnh, nhiều chi tiết, hay là khi chúng ta cần tô lên những đường nét, những hình khối của cơ thể khi chúng ta chụp người. Với mình thì ánh sáng tốt không phải là mềm hay gắt, mà quan trọng là phải hợp với set chụp, đúng ý đồ, và trong một vài trường hợp thì còn phải tạo được cảm xúc cho người xem ảnh. Và sai lầm cuối cùng của người mới đó là luôn luôn xuất ảnh full size. Chúng ta chỉ cần xuất ảnh full size khi mà gửi ảnh final cho khách hàng hoặc là để in ấn chất lượng cao nhất. Còn nếu chúng ta muốn in ấn kích thước nhỏ khoảng A3, A4 hoặc là hiển thị ở trên web thôi ấy, thì chúng ta cũng không cần cái kích thước lớn như vậy để làm gì cả. Đặc biệt là nếu các bạn áp ảnh lên web thì nhớ là convert ảnh sang cái không gian màu là sRGB trước. Để thuận tiện cho việc xuất ảnh thì các bạn có thể lưu những cái thiết lập thành các cái preset cho các nhu cầu khác nhau. Bạn có thể tham khảo cái bộ thông số xuất ảnh chuẩn cho một vài cái nhu cầu cơ bản mà mình để ngay sau đây. Và đó cũng là một vài cái sai lầm mà người mới chụp ảnh trong studio hay gặp phải. Mong rằng các bạn sẽ không phải đi vào cái vết xe đổ này. Vậy thôi, đó cũng là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.